Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Nhật ký sổ trên kênh FBNC. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi cuộc trao đổi với anh Lê Anh Trí, là trưởng phòng môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Chào anh Trí, rất vui được gặp lại anh trong chương trình ngày hôm nay. Thì câu hỏi đầu tiên cho anh muốn hỏi anh đó là anh đánh giá như thế nào về diễn biến của thị trường sau khi mà xác lập cái mức đáy 555 điểm? Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chính thức duy trì được 5 phiên tăng điểm tương đối tích cực sau khi mà chỉ số nó chạm lại cái ngưỡng 555. Thì coi như chúng ta đang có một cơ hội, có thể gọi là lần thứ 3 trong khoảng 2 tháng trở lại đây, thì kiểm định lại cái ngưỡng kháng cự tương đối mạnh 580. Thì đã lâu rồi thì chúng tôi mới nhận thấy là có một phiên đầu tuần tích cực như vậy. Thì chúng ta đang kỳ vọng vào những phiên, đặc biệt là phiên ngày mai, để chờ đợi xem thị trường nó có vượt qua được ngưỡng cản này hay không. Nói riêng về thị trường ngày hôm nay thì chỉ số VN Index đã tiến sát mức 580 điểm, là một mốc rất là quan trọng đối với tâm lý của nhà đầu tư. Như vậy thì anh đánh giá như thế nào về diễn biến của thị trường của ngày hôm nay? Thì đúng, trong giai đoạn hiện tại là chỉ số đang gặp kháng cự tương đối mạnh tại cái ngưỡng 580. Tuy nhiên thì trong những phiên trở lại đây, chúng tôi nhận thấy điểm chính của thị trường đang được dẫn dắt chủ yếu là bởi nhóm cổ phiếu VN30. Trong đó, trong phiên hôm nay thì cũng không ngoại lệ. Điểm đáng kể nhất trong từ đầu phiên đó là cái việc tăng điểm của Vinamilk và một số nhóm cổ phiếu khác vẫn đang duy trì đà tăng khá tốt trong những phiên trở lại đây, ví dụ như là nhóm cổ phiếu ngành cao su hoặc là nhóm cổ phiếu ngành thép. Ngoài ra thì một số nhóm cổ phiếu ngành xăm lốp cũng tạo được cái điểm tương đối tích cực. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, đặc biệt là trong phiên giao dịch buổi sáng, thì thị trường đang tăng tương đối là chậm và khá là chắc chắn. Sau đó thì đến khoảng trước giờ nghỉ trưa thì chúng tôi nhận thấy có một số lực vào tương đối mạnh ở một số nhóm cổ phiếu. Trong đó đáng kể nhất phải nói tới đó là Vincom đã bật tăng rất là mạnh, khiến cho thị trường có một sự đồng thuận tương đối cao hơn. Trong khi đó thì những nhóm cổ phiếu mà có thị giá thấp hơn thì cũng có nhiều nhóm cổ phiếu chúng tôi quan sát, như là thép Tiến Lên hoặc là cổ phiếu của chứng khoán IB là VIX, cũng như là một số nhóm cổ phiếu khác cũng đã bật tăng khá mạnh, khiến cho cái tâm lý nhà đầu tư trên thị trường trong phiên giao dịch buổi sáng là tương đối thoải mái và tương đối là tích cực. Trong phiên giao dịch buổi chiều thì cái sự mở cửa đã tích cực, nó vẫn tiếp tục diễn ra, và trong sau đó thì có nhiều cổ phiếu khác cùng hòa chung cái đồng thuận cùng với những cái sự tăng điểm này. Ví dụ phải kể đến đó là BVH của Bảo hiểm Bảo Việt thì cũng đã tăng điểm tương đối mạnh, khiến cho thị trường tiếp tục cái đà hưng phấn. Tuy nhiên thì có một cái sự đáng tiếc nhất định là về cuối phiên thì có một số cổ phiếu nó đã bị gặp cái sự chốt lời tương đối mạnh, khiến cho cái chỉ số của chúng ta đóng cửa vẫn đang tạm thời dưới ngưỡng 580. Trong đó thì Vinamilk cũng đóng cửa về mức tham chiếu. Thì với cái phiên giao dịch ngày hôm nay, tôi đánh giá về mặt thanh khoản cũng như là giá trị giao dịch là tương đối tích cực. Với cái phiên tích cực ngày hôm nay, tôi nhận thấy là thị trường không có đón nhận một cái thông tin nào chính thức từ nền kinh tế hay là từ mặt chính sách hết. Như vậy thì cái động lực gia tăng chính của thị trường là xuất phát từ đâu thế? Thì hôm nay chúng tôi cũng nhận thấy một số thông tin quan trọng mà nhà đầu tư đón nhận. Thì đáng kể đến đó là có cái việc dự báo về tốc độ tăng trưởng của Việt Nam trong khoảng 2 đến 3 năm tới của World Bank. Thì trong này chúng ta có thấy là cái tốc độ tăng trưởng có chậm lại hơn so với năm 2015. Thì chúng tôi thấy là cái World Bank có dự báo chậm lại, tuy nhiên thì họ giải thích rằng đó là cái việc mà nền kinh tế của chúng ta sẽ tăng trưởng một cách chậm và chắc chắn hơn so với cái việc tăng trưởng nóng của Trung Quốc trước kia. Thì đây cũng là một cái điểm chúng ta ghi nhận về mặt lâu dài. Tuy nhiên thì trong những phiên giao dịch hôm nay thì chúng tôi nhận thấy là nhà đầu tư vẫn đón nhận chủ yếu bởi các cái thông tin về chính sách cổ tức cũng như là cái kế hoạch sắp tới của nhiều doanh nghiệp. Trong đó thì đáng chú ý nhất phải nói đến là Vincom. Dạ vâng, thì anh nhắc đến Vincom, như chúng ta đã từng trao đổi khoảng một tháng, cách đây một tháng thì anh đã dự báo là Vincom rất có thể sẽ tăng giá trong thời gian tới, và đến thời điểm này thì quả thực là Vincom đã tăng giá rồi. Anh nói rõ hơn về cái mã VC. Vincom trong phiên giao dịch ngày hôm nay thực sự là có một sự bật tăng rất là mạnh mẽ, bởi trước đây chúng ta cùng trao đổi với Vincom thì các cổ phiếu có liên quan đến công ty này, một số cổ phiếu trên sàn Upcom như là VIX hoặc là một số cổ phiếu khác như là SDI thì đã có một cái sự tăng điểm rất là mạnh. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, ngoài cái nền tảng duy trì đà tăng giá tốt trong vòng khoảng 2 tuần trở lại đây thì Vincom có một phiên bùng nổ tương đối mạnh. Chúng tôi nhận thấy có một số thông tin quan trọng hỗ trợ trong phiên giao dịch này, đó là ngoài một số cái dự báo về các cái thông tin cho cuộc họp sắp tới thì chúng tôi vẫn nhận thấy là có những cái dự án mới Vincom tiếp tục đề cập, trong đó là các cái dự án, đặc biệt là các dự án khu đất vàng mới sắp được triển khai. Những dự án đã và đang triển khai của Vincom thực sự là cũng là những dự án rất lớn rồi. Tuy nhiên thì dự án sắp tới đề cập ở khu vực Tôn Đức Thắng hay là cảng Ba Son cũng sẽ là những cái tiềm năng trong tương lai của Vincom. Tuy nhiên thì để nói về cổ phiếu này, chúng tôi cho rằng là nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ sẽ có những cái nhận định rất là khó, bởi các cái dự án của Vincom nằm ở một dạng quy mô rất lớn, và để cái dự báo được cái dòng tiền chính xác thì có thể nói là cực kỳ khó. Vì vậy thì cái Vincom đang tăng điểm mạnh trong thời điểm hiện tại chúng tôi là có hoàn toàn dự báo được. Tuy nhiên thì cái việc mà đánh giá trong ngắn hạn nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể chấp nhận được hay không thì sẽ là một câu chuyện tương đối khác. Về việc cổ phiếu Vincom thì chúng tôi cũng nhận thấy diễn biến giá đã
sau khi chia tách cũng như là cổ tức của các năm trước thì đây đang ở cái vùng giá cao nhất từ năm 2008. Thì chúng ta có thể thấy đây là một trong những cổ phiếu bất động sản hàng đầu có thể duy trì được cái đà tăng điểm cho tới hiện nay. Dạ vâng, vậy quay trở lại với thị trường thì anh đánh giá như nào về khả năng vượt qua cái mức và trụ được trên cái mức 580 điểm của chỉ số VN Index? Thì để nhận diện được thị trường có khả năng vượt qua được cái ngưỡng tâm lý và cũng như là kháng cự kỹ thuật này hay không thì chúng ta phải đề cập đến câu chuyện là dòng cổ phiếu nào đang dẫn dắt thị trường hiện nay. Thì chúng tôi nhận thấy đó là động lực để tăng điểm trong vòng 5 phiên trở lại đây thì vẫn là nhóm cổ phiếu VN30. Và trong nhóm cổ phiếu VN30 thì một số doanh nghiệp lớn có cái tác động mạnh đến chỉ số thì thực sự là có nhiều thông tin hỗ trợ vẫn được chưa được công bố hết, và đặc biệt là trong có nhiều một số doanh nghiệp thì họ vẫn chưa thực hiện đại hội cổ đông, thì đây sẽ là những nền tảng quan trọng để có những thông tin hỗ trợ cho chỉ số của chúng ta. Ngoài ra thì các cổ phiếu khác như nhóm cổ phiếu ngân hàng hoặc là cổ phiếu gas cho ngoài nhóm VN30 thì cũng có thể sẽ là những yếu tố tương đối quan trọng sẽ dẫn dắt thị trường. Có thể trong phiên ngày mai hoặc là 2-3 phiên tới sẽ kiểm định lại ngưỡng 580 và có xem xét khả năng có khả năng vượt qua được hay không. Dạ vâng, xin cảm ơn chị rất nhiều. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tự thuật và một số nhận định thị trường của anh Lê Anh Trí, là trưởng phòng môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Chúng ta sẽ cùng gặp lại anh cho phần cuối của chương trình để nói rõ hơn về triển vọng của thị trường trong thời gian tới. Còn bây giờ thì mời quý vị nghỉ ngơi trong ít phút để cùng quay lại với phần 2, phần điểm tin của giờ cao số.